mình thấy và các bạn cũng phải thấy, thiệt là xem cái này xong mình phải chọn cách ngưng ăn xíu mại vài bữa. Là một loài có khả năng nuốt trọn con mồi nên hệ tiêu hóa của trăng rắn rất là mạnh. Dạ dày của trăng rắn có thể tiêu hóa luôn không chỉ da, thịt, nội tạng mà cả xương của con mồi. Điều này giúp chúng hoàn toàn hấp thụ trọn vẹn chất dinh dưỡng có trong bữa ăn. Đó cũng chính là lý do khi nuôi trăng rắn các bạn không cần phải bổ sung vitamin và canxi. Tuy nhiên nó cũng góp phần khiến cho phân của trăng rắn là một trong những loại phân có mùi đáng sợ bậc nhất trong các loài bò sát. Hầu hết trong phân của trăng rắn sẽ bao gồm các thứ mà con rắn không tiêu hóa hết được, mà thường là lông hoặc các phần xương quá cứng, nước và uric acid. Uric acid không hòa tan trong nước và được thải ra dưới dạng rắn. Cái cục màu trắng là uric acid hay còn gọi là urat. Cách để đánh giá sức khỏe của rắn dễ dàng và nhanh chóng nhất luôn đến từ việc nhìn phân rắn. Ngoài ra, việc xét nghiệm phân cũng giúp cho bác sĩ thú y có khả năng nắm bắt được vấn đề mà rắn đang gặp phải. Và cũng vì phân mà bản thân mình không bao giờ chọn nuôi những loài trăng rắn lớn. Mình không muốn đối mặt với những cục phân còn bự hơn cả cánh tay của mình nữa. Bra. Oh baby.